Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành thông cáo báo chí về hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 2 tháng 2 năm 2024. Theo nội dung thông cáo báo chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị phiên thứ 2 tháng 2 năm 2024 để nghe và cho ý kiến đối với 6 nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số cơ quan Đảng trung ương theo dõi tỉnh, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh và một số ban sở ngành liên quan. Về công tác cán bộ, sau khi nghe đoàn kiểm tra theo quyết định số 902 QĐTU báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận thấy đồng chí Lê Tuấn Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lương Tài khi giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Gia Bình từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 6 năm 2014, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Gia Bình từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 8 năm 2019 đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý đất đai, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân đồng chí. Xét nội dung, tính chất mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí Lê Tuấn Hồng bằng hình thức cảnh cáo. Ông Lê Tuấn Hồng từng trải qua nhiều chức vụ quản lý quan trọng của huyện Gia Bình và Lương Tài. Từ tháng 9 năm 2019, ông Lê Tuấn Hồng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban dân huyện Lương Tài. Sau đó, từ tháng 1 năm 2021 đến nay, ông Hồng giữ chức Bí thư Huyện ủy Lương Tài khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, được biết ông Lê Tuấn Hồng có vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn thị trấn Gia Bình khi ông còn giữ chức vụ là Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Gia Bình.